Cậu muốn bắn tôi sao? Cậu muốn giết tôi đúng chứ? Giết đi, không có đủ can đảm sao? Đi, sự thật thì đắng cay. Tôi đã giấu cậu điều này đến tận hôm nay là bởi vì muốn bảo vệ cho cậu, để cậu không phải chịu nỗi đau này thôi. Cậu sẽ không thể chấp nhận được. Cậu sẽ phát điên lên đến mức sẽ muốn bắn chính mình. Đi, tôi không nói với cậu điều này vì tôi muốn tốt cho cậu thôi. Cậu muốn tà tra bị trừng phạt sao? Cậu muốn công lý dành cho Aruhi sao? Giết con cậu. Kẻ đã giết chết chính mẹ ruột của mình sẽ nhận được công lý hay sao? Cậu đã giết chết chính mẹ ruột của mình đó. Cậu là kẻ đã bắn chết bà ta. Không, bà đang nói dối. Tôi không thể làm điều đó. Bà nói đi, tôi làm gì có thể giết chết mẹ ruột của tôi? Bà nói dối. Cậu có biết lý do tại sao cậu và ta ra là ở bên cạnh nhau không? Vì hai người giống nhau, vì hai mặt của một đồng tiền vậy. Cả hai đều có chung một đặc điểm. Con gái tôi đã giết người vì nó bị loạn trí. Con cậu đã giết chết chính mẹ ruột của mình sau khi lên kế hoạch kỹ lưỡng. Cậu có biết quá khứ của cậu là gì không? Cơ bản, rượu chè, thầy gái như là thầy áo. Điếp, đó là trò chơi của cậu. Cậu đã lợi dụng và cây bẫy họ. Đây chính là sự thật. Cậu đã giết chết chính mẹ ruột của cậu. Người mẹ xấu số của cậu là một người tốt. Bà ta không thể tha thứ cho những chuyện cậu đã gây ra. Bà ta đã từng rất đau lòng. Bà ta đã từng mắng cậu, từng cố làm cho cậu hiểu ra, từng cãi giả với cậu. Tràng Điếp, hãy thay đổi con đường của con đi. Và cậu, cậu và cái tôi của cậu không thể chịu đựng được điều đó. Và một ngày nọ, cậu tức giận và rút súng ra. Sau đó đã giơ lên và giết chết chính mẹ ruột của cậu. Chính cậu. Bỏ súng xuống, quay lại tôi sẽ bắn. Lần này thì anh không thoát được đâu. Chết tiệt. Được rồi. Đi thôi. Bà đã nói dối. Tại sao tôi lại không thể nhớ về bất cứ điều gì bà đang nói? Vậy thì để tôi nói với cậu nghe. Tôi biết mẹ của cậu. Bà ta đã từng là bạn của tôi. Tôi đã ở đó khi sự cố xảy ra. Sau khi giết mẹ của mình, cậu đã không thể chịu đựng được vì nỗi đau đó, mà cậu đã bắn vào đầu của mình. Tôi đã ở đó, cho nên tôi đã cứu được cậu. Nhưng tôi không thể cứu được ký ức của cậu. Cha cậu đã bỏ rơi cậu, vì vậy không còn ai nhớ đến cậu nữa rồi. Mẹ của cậu là bạn của tôi. Vì tình bạn đó, tôi đã đón cậu về nhà của tôi. Điếp, tôi đã nhặt cậu từ ngoài đường về. Cậu đã là một đứa trẻ mồ côi. Tôi đã giúp đỡ cho cậu. Tôi đã bịa ra những câu chuyện dớ dẫn đó. Tôi đã liên tục để cho cậu có những ký ức tươi đẹp. Bởi vì cậu sẽ phát điên nếu biết được sự thật này. Cậu không thể chịu đựng được quá khứ bẩn thỉu của cậu. Nếu lúc đó cậu không phát điên, thì bây giờ chắc chắn cậu cũng sẽ phát điên lên thôi. Và hôm nay cậu đang làm điều tương tự với người phụ nữ đã giúp đỡ cậu sao? Hôm nay cậu đang cố giết chết Roma Rajan đó, người đã giúp đỡ cậu. Vì ai chứ? Aruhi. Thần linh ơi, con nhỏ Aruhi đó. Bà nói dối. Điếp, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bà đã làm gì điếp của tôi? Thánh Trá, bà Roma đang ở đây. Mấy người áp giải hắn lên xe đi. Đi nào, đến đây chị bắt bà ấy đi. Đi Roma. Bà Roma, bà ta đã chạy hướng đó, hãy bắt bà ta đi. 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 Đi, anh đang làm gì vậy? Kiểm soát bản thân đi. Anh là kẻ giết người. Em biết không, anh là kẻ giết người. Anh đã nói gì vậy, em bình tĩnh đi. Anh ta đang nói gì vậy chứ? Anh đã giết ai? Không ai hết. Khi tôi đến đây, Roma đang đứng và cười. Vậy còn điếp? Điếp, hãy nghe em đi. Những gì Roma đang nói, tất cả là sự giả dối thôi. Anh đừng tin bà ta. Anh biết rõ bà ta như thế nào mà, phải không? Anh không phải là kẻ giết người đâu. Anh đã giết người. Điếp, 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 bình tĩnh đi. Giữ anh ta lại. Điếp, bình tĩnh đi. Điếp, điếp, bình tĩnh đi. Điếp, làm ơn. Điếp. 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 Xin anh đói làm ơn hãy mở mắt ra đi. Điếp. Tôi đã đọc bệnh án từ bác sĩ Hatana. Ông ấy phải ra ngoài vì có việc quan trọng, cho nên từ bây giờ tôi sẽ đảm nhiệm. Tôi đã xem xét bệnh án rồi. Anh ấy đã rơi vào tình trạng này là vì áp lực tinh thần. Mỗi khi anh ấy nhớ lại ký ức của mình thì áp lực đè lên dây thần kinh. Tôi là kẻ giết người. Tôi là kẻ giết người. Anh không phải là kẻ giết người. Tôi là kẻ giết người. Roma đã nói gì với Điếp mà khiến Điếp phải trở nên như vậy chứ? Điếp đang nói đến mình với ai? Bây giờ anh ấy cần nghỉ ngơi. Y tá, hãy tìm cho anh ấy một liều thuốc. Vài ngày này anh ấy sẽ la hét khi tỉnh dậy. Hãy chăm sóc anh ấy. Cô đi với tôi để lấy toa thuốc. Điếp, anh đã hứa với em rồi đúng chứ? Rằng anh sẽ luôn chăm sóc cho em. Anh sẽ luôn bảo vệ cho em. Vậy thì hôm nay em sẽ hứa với anh, chỉ cần có sự hiện diện của em, em sẽ không để bất kỳ tổn hại nào sẽ đến với anh. Em sẽ luôn bảo vệ cho anh. Anh Danny, anh đã đi đâu vậy? Ở đây vừa mới xảy ra một chuyện rất lớn đó. Anh nói chỉ đi 2 phút thôi, nhưng sao tới tận giờ anh mới về? Aruhi, Aruhi, Danny, giờ tôi đã hiểu mọi chuyện rồi. Anh đứng đằng sau tất cả chuyện này phải không? Anh đã ở đó khi Deep trao nhẫn cho tôi. Chỉ có Hammer ở đó để nghe câu chuyện của chúng tôi. Chắc chắn anh đã gọi cho Tara và kể cho cô ấy nghe mọi chuyện. Chỉ anh biết được Deep đã bịt mắt tôi, nhưng anh đã tiết lộ mọi thông tin cho Virat về Tara. Anh đã đứng đằng sau tất cả chuyện này phải không? Người tôi tin tưởng nhất lại phản bội tôi. Người đã không màng đến mạng sống của mình để cứu mạng của em. Vậy mà em nghi ngờ người đó sao? Anh chưa bao giờ kể bất kỳ chuyện gì với bất kỳ ai. Vậy em đang nghi ngờ anh sao? Tôi không thể tin tưởng anh được. À rồi. Được rồi, em nghi ngờ anh đúng không? Anh đã đi điều tra về quá khứ của Điếp. Và cũng đã có một chút thông tin. Nhưng sẽ tốt hơn nếu như em không nghe. Anh đã tìm ra gì? Tôi muốn nghe. Anh đã tìm thấy một cảnh sát. Người đã được gửi đến Chà Bút vài năm trước. Bây giờ ông ấy đã được chuyển đến Mumbai sau khi nghỉ hưu. Tên ông ấy là Andre Verma. Anh đã đến và nói chuyện với ông ấy. Ông ấy đã nói là... Ông ấy nói gì? Hãy nói cho em biết ông ấy nói gì đi. Ông ấy nói mẹ của Điếp đã bị sát hại. Về bằng cách nào đó, nó lại có liên quan đến Điếp.
Ý của anh là Deep có liên quan đến cái chết của mẹ anh ấy sao? Ông ấy chỉ kể nhiều đó thôi. Nhưng Aruhi, đến lúc này thì em cũng đã hiểu rồi chứ, rằng Deep là người nguy hiểm đến mức nào. Làm ơn đừng tin tưởng anh ta một cách mù quáng. Anh xin em, tôi là kẻ giết người. Tôi là kẻ giết người. Deep, hãy bình tĩnh lại đi. Tôi là kẻ giết người. Không, chắc chắn là có sự hiểu lầm gì đó rồi. Deep không phải là một kẻ giết người. Anh ấy thậm chí còn không có suy nghĩ xấu xa. Anh ấy không thể là kẻ giết người được. Deep của tôi không thể làm điều đó. Tôi muốn gặp thành tra Nơi Driver Ma đó ngay bây giờ. Chờ chút. Làm ơn, chờ tôi hỏi. Ngôi nhà này, thưa ông, lâu rồi không có ai sống ở đây hết. Nó đã được khóa nhiều năm rồi. Không thể nào, đây không phải là nhà của thành tra Nơi Driver Ma sao? Thôi nào, nhà của tôi chỉ cách đây có 2 căn thôi. Vậy tôi không thể nào không biết được ai đang sống ở đây. Đây là nhà của Rustam Patiwala. Ông ấy đã đến Úc sống cách đây 6 năm cùng với con gái của ông ấy rồi. Đây là chuyện giảm nhí gì đây? Aruhi, anh mới vừa gặp ông ấy cách đây 2 tiếng thôi. Đủ rồi Danny, anh định nói dối đến chừng nào nữa? Sao anh có thể gặp một người tại một ngôi nhà đã bị khóa 6 năm rồi chứ? Ôi thần linh ơi, có khi nào Danny đã kiếm cớ để dụ mình ra khỏi nhà không? Deep đang ở nhà một mình. Chào Quanny, đến phòng của Deep nhanh lên, kiểm tra xem anh ấy có sao không. Chị ơi, em đang ở cạnh anh Deep. Anh ấy vẫn còn đang ngủ. Chào Quanny, hãy ở lại bên cạnh Deep và chăm sóc cho anh ấy. Chị sẽ về ngay. Được rồi. Aruhi, nghe anh đi. Tất cả những chuyện anh kể đều là sự thật. Lúc đầu anh đã nghi ngờ rằng ông ấy cũng về phe của Roma về Tara, và anh đã nói dối là nghe theo lệnh của họ. Nhưng làm sao tất cả những chuyện này có thể xảy ra trong khi anh ta bất tỉnh? Cứ như kẻ thù của chúng ta biết trước được tương lai vậy. Chúng ta đi đâu, gặp ai và đang làm gì? Họ đều biết mọi thứ. Aruhi, anh nói thật đó, anh đã gặp ông cảnh sát đó rồi. Nhưng anh không có bằng chứng nào. Danny, làm ơn hãy để tôi quyết định điều gì là đúng, điều gì là sai đi. Tôi chỉ cần anh nhớ một điều, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu như Deep của tôi bị trầy xước dù chỉ một vết xước. Thành ra, xin hãy đến nhà Rajan nhanh lên, tôi cần bà giúp đỡ. Thưa cô, chúng tôi có thể giúp gì cho cô? 5 năm trước tại Chabut có một vụ án hình sự đã được sắp đặt với Deep. Xin làm ơn hãy làm một cách lấy được thông tin giúp tôi đi. Đây là một việc rất khó khăn, bởi vì đó là vấn đề của một khu vực khác. Họ sẽ không cung cấp hồ sơ cho chúng ta nếu như không có lệnh từ cấp trên. Hãy cố gắng làm ơn hiểu đi, đây không chỉ là vấn đề của một người đâu, nó là vấn đề của cả một gia đình đó. Hãy làm ơn làm bất cứ điều gì để lấy được hồ sơ đó. Có thể là bà không biết, nhưng Tara và Roma đang sử dụng hồ sơ đó để khiến cho Deep của tôi phát điên lên. Xin hãy giúp tôi đi, nếu không thì Deep sẽ phát điên lên mất. Làm ơn hãy giúp cho tôi. Thành ra, hãy gọi cho Ravi Rai. Dừng thưa bà, chúng tôi chỉ đang giúp cô, vì chúng tôi muốn biết được nguồn gốc của sự việc này thôi. Vì chúng tôi phải đưa Tara Rajan trở lại nhà tù để lãnh án tử hình. Tôi cũng muốn làm như vậy. Vậy tôi phải cứu chồng của tôi. Tôi phải có lời giải đáp cho lời nói dối của Roma để cứu Deep của tôi thôi. Thưa bà, các chi tiết của vụ án này đã được gửi đến. Trong đó đã viết gì vậy? Bà có thể cho tôi xem được không? Tên thật của Deep là Tra Deep Sinh. Rai, ai là Rai? Vậy bà đã phát hiện ra gì về mẹ của Deep chưa? Mẹ của Rai Deep đã bị sát hại. Vậy không có bất kỳ thông tin nào khác, bởi vì không tìm thấy được thi thể của bà ấy. Nhưng Rai Deep lại có mặt ở hiện trường khi mẹ cậu ấy bị sát hại. Sự thật là anh ấy là người duy nhất đã chứng kiến, và anh ấy cũng đã bị bắn vào đầu, nên cũng không biết được là Ra Điếp đã bắn hay là một người khác.
Nhưng đúng là Radip đã bị thương. Và điều bất ngờ hơn, anh ấy đã biến mất đột ngột. Sau cái chết của mẹ anh ấy thì dường như anh ấy đã bị sốc. Cảnh sát cũng đã đi tìm anh ấy trong khoảng thời gian dài. Cảnh sát tin rằng Radip không phạm tội giết người, thì tại sao anh ấy lại biến mất khỏi đó chứ? Vụ án không được giải quyết và hồ sơ cũng đã bị đóng rồi, và không có một lệnh nào được ban hành, bởi vì không có thi thể và sự mất tích của Deep. Tôi nghĩ rằng bà Roma Dajan đã kết thúc vụ án này bằng sức mạnh của đồng tiền. Vụ án đã được khép lại, nhưng nó lại không hề giúp đỡ cho Deep. Nó đã được thực hiện để khiến anh ấy bối rối và gài bẫy anh ấy, để biến anh ấy trở thành nô lệ của bà ta. Bây giờ thì tôi đã hiểu mọi chuyện xảy ra. Roma đã lợi dụng Deep bị mất trí nhớ và đã luôn kể cho anh ấy nghe về những câu chuyện giả. Và Tara đã luôn lợi dụng Deep để che giấu cho tội ác giết người của cô ta. Deep của tôi không hề làm bất cứ điều gì sai. Anh ấy không phải là tội phạm giết người. Deep của tôi không phải là tội phạm giết người đâu. Anh ấy không hề làm gì. Thành ra cảm ơn bà. Cảm ơn bà rất nhiều. Bà cũng biết rằng bà đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều đâu. Giờ thì tôi có thể đến nói với Deep rằng anh ấy hoàn toàn vô tội. Deep đã không hề giết ai hết. Những câu chuyện giả đã được dựng lên là để chống lại anh ấy, để anh ấy sẽ bị tổn thương. Anh ấy sẽ ổn thôi. Tôi sẽ đi nói với anh ấy. Kadam, hãy cảnh giác và cập nhật cho tôi tình hình ở đây. Dừng thưa bà. Ta ra, dừng lại ngay. Còn đi sao? Tại sao? Tại sao mày lại nói dối Deep của con? Tại sao mày lại nói dối anh ấy về bí mật về quá khứ của anh ấy? Bây giờ con chỉ muốn cắt lưỡi của mẹ vì đã nói dối thôi. Deep của con thậm chí có thể sẽ phát điên sau những lời nói dối này của mẹ. Con sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai làm tổn thương Deep của con. Tại sao mẹ lại dám làm điều này? Deep, con phát điên vì nó rồi. Con thật sự mất trí rồi sao? Mẹ có thể làm gì khác đi? Nếu mẹ nói sự thật thì nó sẽ không tha mạng cho bất kỳ ai trong nhà chúng ta đâu. Nó sẽ giết tất cả chúng ta mất. Lời nói dối này là để cứu mạng toàn bộ gia đình chúng ta đó. Bỏ bà ta ra. Bỏ bà ấy ra đi ta ra. Buông ra. Còn nói với mẹ lần cuối đi. Nếu như có chuyện gì xảy ra với Deep của con, nếu anh ấy quá đi mà hại bản thân mình, thì con sẽ không tha cho cả hai người đâu. Con sẽ không để hai người sống sót. Deep của tôi chỉ là của tôi thôi. Chỉ có tôi mới được quyết định anh ấy nên sống hay là nên chết. Hạnh phúc của anh ấy phải được tôi ban cho. Bởi vì chỉ có tôi mới có quyền thôi. Chỉ có tôi. Deep là của tôi. Cậu đã giết chết mẹ của cậu. Cậu đã giết người phụ nữ tốt bụng xấu số đó. Để tôi đi lấy xếp cho anh. Một thằng con trai ghê tởm như cậu đã giết chết mẹ ruột của mình. Con gái tôi đã giết những người không quen biết. Còn cậu lại không tha cho chính mẹ ruột của cậu. Ta ra giết người là do bị loạn trí, nhưng cậu đã lên kế hoạch để giết chết chính mẹ ruột của cậu. Đi, đi. Anh ấy đâu rồi? Y tá, tiếp đi đâu rồi? Thưa cô, tôi vừa mới đi lấy sắp cho anh ấy thôi. Deep, anh ấy đi đâu rồi? Deep, anh đâu rồi? Một thằng con trai ghê tởm như cậu đã giết chết chính mẹ ruột của mình. Cậu đã không chấp nhận được sự thật. Cậu đã tự bắn vào bản thân mình vì không thể chấp nhận được. Con gái của tôi đã giết người không quen biết. Còn cậu lại không thể tha cho chính mẹ ruột của mình. Cậu đã giết chết chính mẹ ruột của mình. Cậu là kẻ giết mẹ ruột của mình. Cậu là kẻ giết chết mẹ ruột của mình. Deep, Deep anh đâu rồi? Cậu là kẻ giết chết mẹ ruột của mình. Cậu là kẻ giết chết mẹ ruột của mình. Cậu là kẻ giết chết mẹ ruột của mình.